Phụ nữ sau khi sinh con phải đối diện với muôn vàn áp lực, nhất là với những người mẹ mang thai và sinh con lần đầu. Trong đó nỗi đau về ngoại hình là không hề nhỏ. Nhiều chị em thậm chí còn không dám soi gương vì thân hình to xô xề và vòng hai bị tàn phá sau chuỗi ngày dài mang thai. Vì vậy, một trong những việc làm mà chị em nôn nóng nhất sau khi sinh con chính là lấy lại vóc dáng và nhan sắc. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản vì bạn không thể ăn kiêng nhiều và tập luyện nặng như những người bình thường. Một phần là vì cơ thể còn đang yếu, một phần là vì chúng ta cần đảm bảo nguồn sữa cho con bú. Tuy nhiên, nếu vận động vừa đủ và đúng cách, bạn không chỉ giảm được cân mà cơ thể cũng trở nên săn chắc hơn và đặc biệt là vòng hai của bạn cũng được cải thiện đáng kể đấy. Theo các chuyên gia thì bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng trước khi bắt đầu ăn kiêng hay tập luyện. Đây là khoảng thời gian để cơ thể bạn có thể phục hồi. Người mẹ không cần phải làm gì ngoài việc cho con bú mà vẫn có thể giảm cân. Bạn chỉ cần ăn uống điều độ, đủ chất và cố gắng ngủ nhiều để có sữa cho con bú. Và sau cái khoảng thời gian này, tùy vào tình trạng cơ thể của bạn, bạn có thể bắt đầu vận động, tập luyện trở lại. Và mức độ phục hồi cơ thể của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, bạn hãy chú ý lắng nghe cơ thể và nếu cảm thấy có thể tập được rồi thì bắt đầu hãy tập nhé. Có rất là nhiều mẹ bầu sau sinh thì luôn thắc mắc rằng khi mà tôi sinh con ra thì tôi có thể tập luyện cái bộ môn thể thao nào. Và Hoàng Nguyên tin chắc rằng có rất là nhiều cái bộ môn mà giúp cho chúng ta có thể giảm mỡ và đặc biệt là săn chắc vùng hai. Chị em nên lựa chọn cái bộ môn nào mà mình cảm thấy vừa sức nhất và thích thú khi luyện tập. Có thể là chạy ngoài trời, nhảy dây, tập gym hoặc là tập yoga. Và việc tập thể thao sẽ giúp bạn đốt cháy năng lượng hiệu quả, từ đó giúp giảm đi cái lượng mỡ tích tụ toàn thân, cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm thiểu các biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Việc tập thêm những bài tập cơ bụng sẽ giúp cho bạn có một vòng hai săn chắc và không còn xô xề nữa. Và nếu bạn là sinh thường thì bạn có thể tập những cái bài bụng như bình thường được. Còn nếu bạn đang sinh mổ thì bạn có thể ưu tiên những bài tập bụng mà cố định được cái phần bụng của mình, không di chuyển bụng quá nhiều. Đây là di chuyển này, và chúng ta cố định phần bụng để tập luyện nhé. Mức độ luyện tập tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn. Và nếu bạn cảm thấy mình còn yếu thì nên tập những cái bài tập nhẹ nhàng thôi. Và nếu mình cảm thấy khỏe hơn thì nâng dần mức độ lên. Các mẹ bầu tự tin lên nhé. Nếu có một cái lộ trình luyện tập và ăn uống khoa học thì Hoàng Nguyên tin chắc rằng các mẹ bầu sẽ nhanh chóng lấy lại được vòng hai sau sinh. Và ngay bây giờ thì Hoàng Nguyên muốn gửi tặng các mẹ bầu 7 ngày tập bụng cho cái vòng hai của mình thật là săn chắc, thật là thon gọn và toàn bộ mỡ trên toàn thân của mình cũng sẽ được giảm đi đáng kể. Ok, vậy không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu tập luyện nhé. Các bạn nhấn sang cái link bài 1 nhé. Hẹn gặp lại, let's go!